Chào các bạn nhé. Những chiếc lò vi sóng như này thì nó rất là quen thuộc trong cái thời điểm hiện tại rồi. Tuy nhiên ấy thì nó rất hay bị một cái bệnh, đó chính là nó vẫn chạy các bạn nhé. Khi mà các bạn cắm điện vào, bật lên nó vẫn hoạt động bình thường. Đấy, nhưng mà nó không nóng, tức là vẫn chạy nhưng mà nó sẽ không nóng. Đấy. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý cái bệnh này. Đó, nó rất là đơn giản thôi. Đấy, thì đầu tiên là để xử lý cái bệnh này ấy, thì các bạn phải tháo nó ra nhá. Đấy, tháo cái nắp đằng sau ra. Đấy, thì các bạn nó đằng sau nó có một số con ốc này. Đấy, thì các bạn sẽ tháo nó ra. Đó, quay ngược nó lại. Đó. Thì nó có các con ốc như này, nó có một số con đấy, như này khoảng 6-7 con thôi, các bạn cứ tháo nó ra đấy. Đấy, trong tháo thì bạn bỏ gọn cái ốc này ra, không nó là nó tí nữa không có ốc để lắp vào. Đấy. Các bạn mở cái lắp này ra. Đấy. Rút nó ra đằng sau. Đó. Đó, thì với cái bệnh mà nó không nóng, tức là nó vẫn chạy bình thường nhá, thì nó không nóng, thì chúng ta bỏ qua cái phần đằng trước này vì điện nó đã vào rồi, nó phải qua tất cả những cái cầu chì này, qua các cái dơ le này, điện nó đã vào được toàn bộ cái phía công tắc cũng như là cái núm xoay này rồi, thì nó mới chạy các bạn nhé, đèn nó sáng. Đấy, tuy nhiên ấy thì nó không nóng thì nó lại nằm ở cái phần đằng sau này. Nó lỗi ở cái phía đằng sau, tức là cái phần thứ cấp. Đấy, thì nó bao gồm cái cầu chì này và cái diode cũng như cái tụ điện này, thì nó sẽ nằm ở một trong các cái phần đó. Thì nó có các cái nguyên nhân là đó, thì nó có khả năng là một ấy là cái cầu chì này thì gần như là chắc chắn là đứt rồi. Đấy, sau đó đến cái tụ điện này và một con diode, thì tất cả cái này nó đều là cái phần cao áp ở phía sau. Và có một cái trường hợp mà rất ít gặp, nó cũng gặp nhưng mà ít, đó là cái đèn đèn phát V3 này nó bị chập, thì nó cũng xảy ra cái hiện tượng là không nóng. Đấy, tuy nhiên thì cái đèn chập thì nó hay đứt cả cái cầu chì bên trên này. Đấy, nhưng mà mình thấy là hầu hết ấy thì nó bị hỏng con tụ này. Đấy, khoảng 80 đến 90% là nó hỏng cái con tụ cao áp phía sau này, và nó hỏng ở cái dạng là nó chạm cái một cái cực này này, tụ nó có hai cực thì một cái cực này nó bị chạm ra ngoài vỏ. Đấy, nó dẫn đến là đứt cái cầu chì này. Thì đầu tiên là các bạn phải kiểm tra cái cầu chì này nhá, bằng cách là các bạn rút nó ra. Rút cái cầu chì này ra này. Đó. Thì nó tháo cái chân của nó ra này. Cái này chỉ là cái chân đỡ thôi. Đấy, tháo cái cầu chì này ra nhá. Và các bạn cứ rút hẳn nó ra. Thì cái này nó là rắc thôi. Đấy, rút cái rắc ra này. Đấy. Đó. Rồi sau đó các bạn sẽ dùng tay các bạn cậy cái cầu chì này ra nhá. Đấy, các bạn cậy cái cầu chì này ra này. Cái cầu chì này nó có hai cái nửa này này. Đấy, thì các bạn chỉ cần cậy ngược nó ra là được. Đấy. Đấy. Cái cầu chì ở trong này. Thì các bạn thấy là cái cầu chì này nó đã đứt rồi. Thì bình thường đó,
là ở giữa này, nó có một cái dây chì nó chạy dọc ở đây đấy. Tuy nhiên ấy, con này thì các bạn nhìn lên đây, nó đã bị đấy, các bạn nhìn lên, nó đứt này. Đấy thì các bạn nhìn thấy là nó không còn cái nõi ở giữa nữa nhé. Tức là nó đứt cái cầu chì này rồi. Thì nếu như các bạn thay cầu chì này vào thì khả năng cũng không được các bạn nhé. Bởi vì thông thường nó phải có cái nguyên nhân gì đó phía sau này. Đó, chập con tụ hoặc là con diode này nó bị chập. Thì nó mới dẫn đến là nổ cái cầu chì đó. Thì các bạn phải kiểm tra lại hai cái con này. Bằng cách là tháo ra thì ở đây nó có một ốc này. Đây nó có một cái con ốc này. Các bạn tháo con ốc này ra nhé. Đó. Đấy, nó chỉ có một con ốc ở đây thôi. Nhưng mà trước khi tháo là tất cả các thứ trước khi tháo là các bạn phải rút điện nhé. Không được để điện. Đó, rất là nguy hiểm. Đấy. Thì đây chính là cái con tụ cao áp này. Đó. Đây các bạn rút cái này ra. Đó. Đây là con tụ cao áp này. Và đây là con diode cao áp. Các bạn rút luôn nó ra. Đó. Thì đây. Con tụ của nó là 0,92 mi. Các bạn có thể thay cái 1 mi vào cũng được. Nhưng mà nhìn như này thấy nó phồng đấy các bạn. Thấy nó... nó đã phồng khác thường, tức là nó bị biến dạng một chút rồi. Và cái thứ hai là các bạn nhìn các cái này này, cái khe này này, thấy nó có hiện tượng rỉ. Đấy, rỉ 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 như này. Thì khả năng là chết cái tụ này rất cao, nó chết chập ra ngoài này. Thì nếu như cái tụ thì các bạn có đồng hồ nhá, thì các bạn sẽ đo như này. Đó, thì các bạn để cái đồng hồ này nhá. Nếu các bạn có tụ có đồng hồ đo như này, đúng không? Thì các bạn để cái nấc đo 1K này. Đấy, đo 1K này nhá. Đấy. Rồi các bạn sẽ dùng hai que này, các bạn đo hai bên này. Đấy, các bạn kim nó lên rồi nó về luôn nhá. Đảo que cũng thế đấy. Đấy, tức là cái tụ này phóng nạp vẫn còn. Đấy, thì tiếp theo là các bạn đo ra ngoài vỏ này. Đấy, bên này nó lên này. Đấy, có nghĩa là nếu các bạn đo ra vỏ mà nó bị như này này thì nó đang bị giò cái chân này ra vỏ rồi. Và khi nó giò như vậy thì mà cái tụ nó còn tốt. Thì nếu các bạn muốn dùng lại con tụ này thì các bạn sẽ dùng túi ni lông cũng được. Hoặc là cái gì đó cách điện, băng dính. Đó. Các bạn quấn dày lên đây, quấn băng dính, quấn kín hết cái này vào để nó cách điện giữa cái vỏ này với cái vỏ của máy này. Đấy, rồi các bạn lắp vào và thay cái cầu chì này bằng cái cầu chì khác, hoặc là lối bằng một cái dây rất là nhỏ nhé. Vì cái này dòng nó cái dòng phía sau này nó ăn rất là nhỏ. Cái cầu chì của nó thì nó có không phải mấy A thôi. Đây nó có, trên này nó ghi là có 0, có 0,65A thôi. 5 kV 0,65A. Đó. Thì các bạn lấy một cái dây rất nhỏ nhá, với những cái dòng nhỏ như này này. Thì các bạn lấy cái dây như là cái dây EMI, cái dây lõi rất nhỏ. Đấy, các bạn có thể lấy ở những cái dây như là cái tai tai nghe cắt ra chẳng hạn, tháo lấy một cái sợi đó thì nối thông qua đây và quấn băng dính cái này lại. Đấy, quấn băng dính toàn bộ nhá. Đấy thì quấn băng dính thì khi các bạn quấn, nhưng mà chỉ quấn trong trường hợp là nó bị giò ra vỏ đó nhá. Còn nếu mà hai cái chân này này, hai cái chân này mà các bạn đo mà thấy nó chạm vào nhau ấy, tức là nó chập chập hai cái chân này rồi ấy, thì cái tụ này chỉ có vứt đi thôi các bạn.
và thay cái tụ khác. Đấy, như mình thì, tuy nhiên ấy thì mình thấy là quấn băng dính thì nó cũng thứ nhất là cơ bản nó không đảm bảo, nó vẫn dùng được, tức là chạy thôi, nhưng mà về lâu dài thì các bạn nên thay nó đi nhá, thay đi. Thế còn cái con diode cao áp này này thì các bạn đo bằng các loại đồng hồ bình thường thì chắc không đo được đâu, vì cái này cái điện áp của nó khoảng độ 4 con iốt nối lại với nhau tạo thành cái diode cao áp này, nên cái mối nối của nó khoảng 4V cơ. Cho nên là để mà đo được ấy thì các bạn chỉ có đo xem nó có chập không, nếu nó thông thì là nó đã chập, còn đo nó có hoạt động hay không thì các bạn phải dùng một cái pin 9V. Đấy, dùng một cái pin 9V như này, các bạn cắm vào đây các bạn đo. Đấy, ví dụ các bạn đặt chiều dương vào đây đúng không ạ, rồi các bạn đo cái điện áp cho hai đầu này, nếu nó lên đúng không ạ thì có nghĩa là cái này nó đang dẫn, tức là cho phép dòng điện đi qua, và các bạn đo ngược lại mọi chiều dương đây, đo ngược lại từ hai cái điểm này mà thấy là nó không lên đúng không, tức là cái điện áp nó không cho đi qua cái diode, tức là không đi ngược chỉ đi xuôi, thì cái diode này tạm dịch là nó còn tốt. Đấy thì có thể lắp vào chưa cần thay. Đấy, tuy nhiên đấy thì với một cái bộ như này, đây một cái bộ thì mình cũng đã mua một cái bộ, nó bao gồm đây là một con cầu chì đây, một con diode và một con tụ như này, thì nó chỉ có mấy chục nghìn thôi. Đấy, như này thì mình về mình thay vào. Đấy, thay toàn bộ cái phần phía sau này đi. Đấy, và trước khi mà mua cái bộ này này thì các bạn cần phải kiểm tra ở trong cái biến áp này nhá. Đấy thì các bạn nhìn các cái cuộn dây của cái biến áp này. Đó, nếu mà thấy nó còn tương đối nó chỉ tức là nhất là cái cuộn đây này, cuộn trên này nhá. Thấy và dây nó còn vàng này, dây còn tốt đấy. Thì chúng ta mới xử lý cái phần sau, còn có một số cái trường hợp là nó bị chập cả cái biến áp này. Đấy, chập cả cái cuộn thứ cấp của biến áp này nó cũng dẫn đến là không nóng và đứt luôn cả biến áp đó. Thì đó là về mặt mà chúng ta không có đồ thay, không có đồ mà đo kiểm các thứ, thì chúng ta cứ thay cho mình cái bộ này vào, thay cái bộ tụ này nhá. Đấy thì tụ thay thì với cả cầu chì đây, cầu chì của nó đây, bạn rút cái rắc, nó có rắc à. Đấy, rút cái rắc này này, cắm cái cầu chì này vào. Đấy, cầu cầu chì này, cầu chì mới nhé, vừa mua xong, nó độ khoảng 6-70 nghìn gì đấy một bộ, các bạn mua về thay là ok thôi. Đấy, này, cho cái dây gọn gàng một tí là được. Cái tụ đây, tụ nó đây thì lắp vào bình thường thôi, đây tụ mới đây nhá. Đấy, mình cũng đút vào thôi. Rút vào như này. À, nó ngon rồi. Đấy, diode đây. Đấy, diode cao áp đây nhá. Đó, thì cái này bắt ở dưới này, còn cái này thì cắm vào trên này. Vào đây nha. Chọn bắt ốc như bình thường thôi. Ốc tháo ra đâu thì lắp vào đấy thôi. Đó, bắt vào thôi.
Đấy, và sau khi mà các bạn lắp cái tụ vào rồi, lắp tụ vào đúng không? Và các bạn chú ý là tụ này là tụ của nó là một khoảng khoảng 1 mi, nhưng mà cái điện áp của nó rất cao nhá, điện áp của nó làm việc của nó là 2.100 V AC á. Còn cái tụ của nó thì 0,9 cho đến 1 mi là được. Thì sau khi mà các bạn lắp vào rồi đúng không, thì các bạn cắm nó lại. Đấy, lắp xong đâu đấy thì nó có cái rắc đây. Đấy, rắc này cắm vào này. Đấy, cắm chặt chặt chút nhé. Đấy, rắc trên này cắm vào đây. Đấy, cắm vào. Đó, sau khi mà cắm ngon lành rồi thì chúng ta lắp nó lại. Đây, bây giờ cắm xong rồi nhá, thì cầu chì ngon rồi. Đó, thứ là chúng ta tiến hành là lắp, đậy lắp vào. Đậy lắp vào thì các bạn chú ý cái lắp vào này. Đậy thì ở trên này nó có cái rãnh. Thông thường nó có cái rãnh thì các bạn cắm nó vào trước. Đấy, cắm cái rãnh trên. Đấy thì sau đó vận ốc vào nhá. Đấy thì sau khi mà chúng ta thay thử rồi, đó, thay ngon lành các thứ rồi, thì các bạn cho đồ vào thử xem. Xem là nó cái trạng thái hoạt động của nó như nào. Nhưng mình nghĩ là thay xong cái đấy là ok thôi. Đấy, chạy là nóng ngay. Đấy thì khi nó chạy là nó cứ quá trình chạy nó cứ đóng tạch 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 và nó quay cái mâm ở trong. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta xử lý cái lò vi sóng mà nó không nóng các bạn nhé. Nó vẫn chạy nhưng nó không nóng. Đấy thì các bạn thay mấy cái linh kiện như là cái tụ này, rồi cái cầu chì và cái diode cao áp ấy, thì thay ba cái linh kiện đó thì nó chỉ khoảng mấy chục nghìn thôi, thì các bạn sẽ mua về thay, các bạn đặt trên mạng được về thay. Đấy rồi test thử xem. Đấy, như mình là mình thay xong cái là mình test cái là ok rồi. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.